Xin chào các bạn, mình là Tiến Vũ. Hiện tại mình là diễn viên và người mẫu. Cái hình ảnh của Pratium hướng tới là những người trẻ ưa vận động, thì hôm nay mình cố ghi nhận những cái hình ảnh Tiến Vũ là một chàng trai khá là năng động, và bắt được những cái khoảnh khắc bạn đó thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính và luôn luôn năng động. Dòng sản phẩm này phù hợp khá là nhiều độ tuổi, thì chủ yếu chính là những bạn trẻ năng động thích tham gia những môn thể thao, có thể leo núi, đi bộ hoặc là ưa vận động.